Dạ, Quyền xin chào tất cả cô chú anh chị bạn mình, và ngày hôm nay Quyền sẽ cập nhật giá 5 tủ lạnh đang có chương trình giảm giá rất là sốc tại Điện Máy Xanh nha. Quyền đang đứng ở trước Điện Máy Xanh Tiểu Cần để gọi đến tất cả cô chú anh chị mình có một video cập nhật giá này. Cô chú anh chị mình xem được video này hãy like cho Quyền một like và đăng ký kênh ủng hộ Quyền nha. Và đây là 5 sản phẩm tủ lạnh đang có chương trình giảm giá cực sốc tại Điện Máy Xanh nha. Và hôm nay là trưng bày ngoài này để bán giá giảm sốc trong dịp lễ Tết đây. Chúng ta sẽ có tủ lạnh đầu tiên là 180 lít đến từ hãng của Toshiba, tiết kiệm điện inverter 5.690.000, giảm còn 4.990.000. Tủ này thì có một cái ngang đá cũng rất là lớn ha, so với dung tích. Chúng ta sẽ có một khay, hai khay bên cánh cửa và có một cái khay làm đá bi đây. Đó, trong ngang đá đây. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với ngang mét. Chúng ta sẽ có một khay, hai khay, ba khay. Và bên phía bên trong chúng ta sẽ có một cái khay có nắp đậy thế này, để cô chú chị bạn mình để đồ nó sẽ nhiệt độ lạnh hơn. Đó. Ở đây một khay, hai khay và ngang cầu củ quả ha. Có nút điều chỉnh nhiệt độ phía bên trong luôn nha các chú bạn mình nha. Anh trên đây cũng có nút điều chỉnh nha. Đây, cái tông màu đen các chú bạn mình nha. Tông màu đen rất là sạch. Tủ này thì thương hiệu của Toshiba. Mẫu này thì bảo hành là 2 năm, hỗ trợ giao hàng toàn quốc từ Bắc vô Nam luôn các bạn mình nha. Sản xuất tại Thái Lan, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Với mức giá hiện tại chỉ có 4.990.000 thôi tại Điện Máy Xanh. Cô chú chị mình ưng mẫu này cứ liên hệ trực tiếp cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình nha. Hỗ trợ giao hàng toàn quốc luôn như các bạn mình nha. Và tiếp theo bên đây là tủ của Toshiba. 7.690, giảm còn 6.990. Mẫu này là 245 lít tiết kiệm điện inverter. Mẫu này thì cũng đang có chương trình giảm giá tại Điện Máy Xanh và hỗ trợ giao hàng toàn quốc bảo hành 2 năm. Đây, và chúng ta sẽ có một cây khay, hai khay bên cánh cửa. Khay này làm đá bi nè, và một ngang trong. Nút điều chỉnh nhiệt độ nằm ở đây. Về ngang mét thì chúng ta sẽ có một khay, hai khay. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nắp đậy như thế này để nhiệt độ trong đây nó sẽ lạnh hơn so với những ngang còn lại. 1 2 3 và ngang cao củ quả dưới đây. Đây là một trong những dòng tủ gia đình rất là hợp lý về cái mức giá và cũng như là chương trình khuyến mại hiện tại tại Điện Máy Xanh. Thì cái tủ này thì hỗ trợ giao hàng toàn quốc từ Bắc vô Nam bảo hành 2 năm luôn các bạn mình nha. Thương hiệu đến từ Awa. Cái bên đó là thương hiệu của LG 8.90. Cái tủ này giảm rất là sốc nha, chỉ còn có 4.990.000. 217 lít nha. Có tiết kiệm điện inverter đạt chuẩn 5 sao luôn, một ngày không tới cái điện đâu. Và đây là cái ngang đá. Chúng ta sẽ một khay, hai khay bên cánh cửa và có một cái khay ngang đây nữa quý bạn mình nha. Đó, và đây là cái nút đậy, cái nút nhặn nè. Đó, nút nhặn điều khiển nhiệt độ của ngang đá. Khay làm bánh bi. Ở đây chúng ta sẽ có 1 2 và khay để làm trứng ở đây. Để trứng á. Bên trên là một khay, hai khay. Và cái khay này có nắp đẩy ra để vô nè. Không cả, khá là ok ha. Ngang cao củ quả. Ở tủ này thì đang có chương trình giảm giá rất là sâu tại Điện Máy Xanh. 8.990.000, chỉ còn có 4.990 thôi tại Điện Máy Xanh. Đó, cô chú chị bạn mình ưng mẫu này thì cứ liên hệ trực tiếp cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình nha. Hỗ trợ giao hàng toàn quốc, bảo hành toàn quốc luôn. Đó, giá đang giảm luôn. Trên đây thì cái bên chúng ta sẽ có tủ Awa 279 lít 8.790, giảm còn 6.590.000. Mẫu này 2023 bảo hành 2 năm. Hỗ trợ giao hàng toàn quốc luôn. Bên cánh cửa chúng ta sẽ có một khay, hai khay. Ở đây chúng ta sẽ có một cái khay làm đá bi và một ngăn nè. Để đo. Trong đây thì chúng ta sẽ có nút điều chỉnh nhiệt độ. Về ngăn mát thì chúng ta sẽ có một cái chỗ để lấy nước ngoài ở đây. Đây là cái hộc để đựng nước nè. Một khay, hai khay và khay để trứng. Bên đây trong thì chúng ta sẽ có một cái khay này có nắp đậy, nhiệt độ nó sẽ lạnh hơn so với những ngăn còn lại. Và chúng ta 1, 2, 3 và ngăn cao củ quả dưới. Đây là một trong những dòng tủ lạnh dành cho gia đình. Tầm khoảng 3-4 thành viên, xài rất là ok luôn nha. Với mức giá đang giảm chỉ có 6.590.000 thôi. 279 lít tiết kiệm điện inverter và có lấy nước ngoài luôn. Giá giảm khá là sốc. Tủ này của LG 266 lít tiết kiệm điện inverter 10.90, giảm còn 5.990.000, bảo hành 2 năm, giao hàng toàn quốc miễn phí luôn các bạn mình. Ở đây chúng ta sẽ có một khay, hai khay. Trong tủ thì chúng ta sẽ có một khay làm đá bi nè và một cái ngang để đồ. Nút điều chỉnh nhiệt độ bên trong. Đó. Về ngăn mát thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3 khay bên cánh cửa ha. Bên trong thì chúng ta sẽ có 1 khay nè, 2, 3, 4 và ngang cao củ quả dưới.
Tủ này thì gia đình mình tầm khoảng 3-4 người mình xài cũng được ha. Với cái dung tích là 266 lít, tiết kiệm điện motor và đang giảm giá tại Điện Máy Xanh. Giao hàng thì hỗ trợ giao hàng toàn quốc. Tủ này tiêu thụ điện thì một ngày chưa tới 1 ký điện nha. À, bảo hành 2 năm của LG. Và đây là 5 sản phẩm mà Quyền muốn giới thiệu đến với tất cả cô chú anh chị bạn mình xem tham khảo trong dịp lễ và giảm giá này. Cô chú anh chị mình ưng mẫu nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình nha, để Quyền hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn về dòng sản phẩm đó và cũng như là giờ giao. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong các video lần sau. Đừng quên đăng ký để nhận nhiều video khuyến mãi, chương trình giảm giá hấp dẫn từ Điện Máy Xanh của chú bạn mình nha.